Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm những gì? Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp trên công ty thì quý vị cần chuẩn bị một số loại giấy tờ dưới đây, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên công ty, của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp chính xác. Hiện nay có hai cách để quý vị thực hiện thao tác nộp đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp, cụ thể là Trường hợp 1, đăng ký trực tiếp. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Khi nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận. Trường hợp 2, đăng ký qua mạng điện tử, sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp những việc cần làm sau khi đăng ký thành lập công ty là gì sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để có thể chính thức hoạt động doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục sau sau khi có mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại cơ quan thuế để kê khai nộp thuế theo thông báo của cục thuế tỉnh trên thành phố thủ tục tạo và phát hành hóa đơn thủ tục mua cấp hóa đơn thủ tục kê khai nộp thuế doanh nghiệp chi nhánh Văn phòng đại diện thực hiện thủ tục khắc dấu cần liên hệ với cơ quan liên quan và cơ quan công an để thực hiện thủ tục khắc dấu, đăng ký mẫu dấu. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên đây là các nội dung tư vấn về hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hãy liên hệ phan lo việt nam theo thông tin sau đây thông tin sau đây